Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Donald Trump, Bắc Kinh tìm mọi cách hạ bệ Tổng thống Mỹ. Hôm 29 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho hãng tin Reuters biết ông tin rằng cách hành xử lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến ông thất bại khi tái tranh cử vào tháng 11 tới đây. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Reuters tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng lời lẽ cứng rắn đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với phóng viên Steve của hãng Reuters trước khi trả lời phỏng vấn về vấn đề Trung Quốc. COVID-19 và nhiều vấn đề khác trong phòng bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 29 tháng 4 đã được hãng Reuters trao đổi với Tổng thống Mỹ. Khi được hỏi liệu ông có đang xem xét việc sử dụng biện pháp thuế quan hay thậm chí xóa nợ của Mỹ để đáp trả Trung Quốc hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra câu trả lời chi tiết cụ thể, nhưng ông nói rằng có rất nhiều thứ tôi có thể làm được, và ông cho biết thêm, chúng tôi đang điều tra xem những gì đã xảy ra. Từ trước đến nay, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch toàn cầu đã giết chết ít nhất 60.000 người Hoa Kỳ và khiến nền kinh tế nước này rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng, tạo nên mối nguy cho hy vọng tái đắc cử một nhiệm kỳ 4 năm nữa của ông. Đương kim Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa, người thường bị cáo buộc là đã hành động không đủ sớm trong việc ứng phó với dịch bệnh tại Hoa Kỳ, nói với hãng Reuters, ông tin rằng Trung Quốc lẽ ra nên tích cực hơn trong việc cho biết để thế giới cùng biết về virus corona sớm hơn nhiều. Và đề cập tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được diễn ra vào tháng 11 tới đây, ông Trump nhận định như sau, Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến tôi thua cuộc trong cuộc đua này. Đây là hình ảnh Trung Quốc và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang trở thành các yếu tố định hình cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông cũng cho biết tin rằng Bắc Kinh đang muốn đối thủ của ông là Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua để giảm bớt áp lực mà ông Trump từ trước đến nay đã áp dụng về thương mại và các vấn đề khác đối với Trung Quốc. Nhận định về các quan chức Trung Quốc, ông Trump đã nói như sau. Họ đã liên tục sử dụng các mối quan hệ công chúng để cố gắng làm ra vẻ như họ là những bên vô tội. Vào hôm 30 tháng 4, Trung Quốc lên tiếng nói rằng họ không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ, cũng theo hãng Reuters đưa tin như vậy. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là một vấn đề nội bộ, chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp vào đấy. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày diễn ra tại Bắc Kinh. Ông cảnh sảng nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng người dân Hoa Kỳ sẽ không lôi Trung Quốc vào chính trị bầu cử của họ. Và Trung Quốc được xem là quân cờ đắc dụng để ông Trump và ứng viên của Tổng thống Đảng Dân Chủ phô diễn sức mạnh trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng vào năm 2020, đẩy cuộc đối đầu Mỹ-Trung vào tình thế khó đoán biết. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lưu Hạc phía bên trái và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở lễ ký kết tại Nhà Trắng vào hôm 15 tháng 1 năm 2020. Thoạt nhìn thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 là vấn đề nội bộ của nước Mỹ, xoay các vấn đề y tế, thu thuế, việc làm và nhập cư. Và thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ phụ thuộc vào chính sách và miếng mồi cam kết mà các ứng cử viên Tổng thống đưa ra. Bình luận trên tạp chí Nike Asia Review, chuyên gia quản trị Bùi Mẫn Hân của trường McKenna danh tiếng tại Mỹ cho rằng Trung Quốc là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong chính sách đối ngoại mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa và kinh địch của ông Đảng Dân Chủ. Và nhức nhối nhất trong việc tranh cãi liên quan đến Trung Quốc là vấn đề thương mại, ngay cả khi Washington và Bắc Kinh ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm hạ nhiệt cuộc thương chiến, thì một loạt vấn đề đặt ra như thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, tiếp cận thị trường Trung Quốc, giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ và chính sách công nghiệp của Trung Quốc vẫn là những ung nhọt trong quan hệ giữa hai bên. Và khó có thể loại bỏ các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện ra sao các điều khoản trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt là việc Bắc Kinh cam kết mua lượng lớn nông sản của Mỹ. Các đánh giá hàng quý về thực lực kinh tế để thực hiện thỏa thuận thương mại của Trung Quốc hé lộ nhiều cơ hội để ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại thương chiến với Trung Quốc nếu người đứng đầu Nhà Trắng tin điều đó có lợi cho ông tái cử. Thậm chí, nếu muốn tiếp tục đối đầu với Trung Quốc và buộc Bắc Kinh cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa dịch vụ Mỹ, ông Trump sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian tới. Và để yên lòng phe diều hâu ở Washington, ông chủ Nhà Trắng thực hiện những biện pháp như hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ và siết các khoản đầu tư tài chính mà Trung Quốc có phần, đồng thời theo dõi hoạt động của các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn chứng khoán ở Mỹ. Ở bên kia chiến tuyến, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1
nếu được ký kết cũng là mục tiêu màu mỡ của phe Dân Chủ. Phe Dân Chủ sẽ chỉ trích ông Trump châm ngòi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc gây tổn hại kinh tế Mỹ và không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc càng làm cho Trung Quốc trở thành bao cát để các ứng cử viên tổng thống phô diễn sức mạnh, và cách ứng phó với viêm phổi Vũ Hán cũng trở thành đất diễn của hai đảng đối lập tại Mỹ. Đây là hình ảnh được trích xuất từ video công kích ông Biden của phe ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đương nhiệm. Đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào hồi đầu tháng 4 đã đăng một quảng cáo tranh cử, nội dung nói thời kỳ đầu bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, ông Trump đã hạ lệnh thực hiện cấm du lịch đối với Trung Quốc, trong khi ông Biden từng phản đối quyết định này. Quảng cáo tranh cử của ông Trump miêu tả ông Biden là đang bảo vệ cảm thụ của Trung Quốc. Quảng cáo của nó đến con trai của ông Biden là Hunter Biden, có mối quan hệ thương mại sâu rộng với Trung Quốc. Đồng thời, ông nói ông Biden xuất phát từ lợi ích riêng nên ủng hộ Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 4, ông Trump đăng tweet nói Trung Quốc thực sự rất muốn Biden ngủ gật, trúng cử. Họ muốn thu lại số tiền thuế quan hàng tỷ đô la đã chi trả cho Mỹ, thậm chí muốn có được nhiều hơn. US là người dễ dàng mắc lừa và là ứng viên trong giấc mơ của họ. Và bản thân Đảng Dân Chủ chắc chắn không thể bỏ qua sơ suất để chính quyền của Donald Trump khi đã ứng phó chậm trễ, chủ quan trong dịch bệnh xuất hiện để công kích đối thủ của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi Trung Quốc đã rất tích cực trong việc kiểm soát virus corona trên trang tweet của mình. Vào ngày 17 tháng 4, Ủy ban Hành động Chính trị siêu cấp của Đảng Dân Chủ đã chi 15 triệu đô la cho quảng cáo tranh cử tại 3 bang Michigan, Wisconsin và một bang khác, nói trong dịch bệnh, Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn tin tưởng Trung Quốc, đồng thời quyên tặng vật tư y tế cho Trung Quốc. Đội ngũ tranh cử của ông Biden còn đăng quảng cáo phê phán ông Trump nghiêng về phía người Trung Quốc, trong lúc dịch bệnh phổ biến ở khắp nơi, từng có 15 lần khen Trung Quốc làm rất tốt. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cũng đưa tin, chuyên gia thăm dò dân ý chỉ ra thái độ cứng rắn với Trung Quốc đã trở thành nhận thức chung của hai đảng. Điều này cũng có quan hệ trực tiếp với việc ấn tượng đối với Trung Quốc của người dân Mỹ chuyển sang tiêu cực. Kelly Bowman, nhân viên chuyên nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ cho rằng, từ trước khi dịch bệnh bùng phát, người Mỹ đã bất mãn với Trung Quốc. Bà cho rằng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung dẫn đến cục diện căng thẳng và Trung Quốc tích cực bành trướng trên Biển Đông khiến cho người dân Mỹ phổ biến giữ thái độ tiêu cực với Trung Quốc. Dịch bệnh lây lan càng rộng càng làm tăng thêm thái độ này của người dân Mỹ. Một cuộc thăm dò trong thời gian dài của công ty Gallup cho thấy thiện cảm của người Mỹ đối với Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi tiến hành cuộc thăm dò đến nay, chỉ có 33% số người vẫn giữ ấn tượng tích cực với Trung Quốc mà thôi. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew Center tại Mỹ công bố kết quả thăm dò hôm 21 tháng 4, 72% người của Đảng Cộng Hòa có cách nhìn tiêu cực về Trung Quốc, 62% người Đảng Dân Chủ có ấn tượng không tốt với Trung Quốc. Và đáng chú ý là 90% người dân Mỹ được hỏi cho rằng sức ảnh hưởng của Trung Quốc là một mối đe dọa. 62% người dân tham gia cuộc thăm dò cảm thấy đây là mối đe dọa chủ yếu. 70% số người được hỏi cho biết không có lòng tin nào về các chính sách về vấn đề quốc tế của ông Tập Cận Bình. Và nếu dựa vào yếu tố Trung Quốc thì có vẻ như Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang có lợi thế hơn ông Biden. Đây là hình ảnh vào ngày 18 tháng 4, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một dòng tweet nói như sau. Trung Quốc thật sự rất muốn Joe Biden ngủ gật, trúng cử. Họ muốn thu lại số tiền thuế quan hàng tỷ đô la đã chi trả cho Mỹ, thậm chí muốn có được nhiều hơn. Joe là người dễ dàng mắc lừa, là ứng cử viên trong giấc mơ của họ. Từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng đã lấy thái độ cứng rắn để chiến đấu cuộc chiến thương mại với Trung Quốc kéo dài 2 năm. Ông Trump nhấn mạnh, không ai có thái độ cứng rắn với Trung Quốc hơn tôi. Ngược lại, với đối thủ chính trị của ông Trump là ông Biden, trong thời gian làm nghị sĩ và phó tổng thống đã từng khuyến khích sự phát triển kinh tế và toàn cầu hóa của Trung Quốc. Henry Oezen, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách công nói rằng ông Biden và Bắc Kinh có mối quan hệ trong thương gia trong thời gian dài sẽ khiến ông gặp khó khăn trong tranh cử ở một số bang quan trọng. Henry Oezen nói, thăm dò dân ý tại Mỹ cho thấy có sự thay đổi khiến cho ông Biden, người giữ thái độ cởi mở với Trung Quốc, biến thành cẩn trọng và giữ khoảng cách với Trung Quốc. Bridget White, cựu quan chức CIA nói rằng, cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay là một cuộc bầu cử quan trọng nhất của nước Mỹ. Nếu như ông Biden thắng, vậy thì nước Mỹ sẽ thua. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 cũng bình luận,
ông Biden hoàn toàn sai lầm về chính sách ngoại giao. Lindsey Graham đã nói trong một chương trình phỏng vấn với đài Fox News như sau. Về cơ bản, Tổng thống Trump đang sửa chữa lại tất cả những tổn thất gây ra trong nhiệm kỳ của ông Obama và ông Biden. Trong khi phản đối kiến nghị quân sự hợp lý, ông Biden cũng thúc đẩy rút quân tại Iraq, theo cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Cục trưởng Cục CIA Leon Panetta. Ban đầu, ông Biden còn phản đối hành động tấn công tiêu diệt chùm khủng bố Bin Laden. Lindsey Graham đã nói thêm như sau. Thời gian đầu bùng phát dịch bệnh khi ông Trump thực thi lệnh cấm du lịch với Trung Quốc, ông Biden lên án ông Trump là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tâm lý thù hằn nước ngoài. Ông nói, thực sự ông Biden hoàn toàn sai lầm về mọi quyết sách quan trọng. Và điều quan trọng nhất là không có ông Biden sẽ không có nhà nước Hồi giáo, không có ông Trump, Vương quốc Hồi giáo, Caliphate vẫn sẽ tồn tại. Ông Trump cũng đã tiêu diệt phần tử khủng bố lớn nhất tại Iran là Soleimani, còn ông Biden lại đưa ra quan điểm phản đối việc này. Vào hồi tháng 10 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiêu diệt lãnh đạo tối cao của nhà nước Hồi giáo Iran ở Baghdad. Tháng 1 năm nay đã tiêu diệt một phần tử khủng bố lớn nhất ở Iran là Soleimani, làm giảm thế mạnh của phần tử khủng bố này. Và rõ ràng Trung Quốc và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở thành những nhân tố quan trọng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ sắp tới. Cuộc khủng hoảng virus lần này sẽ là bệ đỡ để đưa ông Biden vào chiếc ghế ở Nhà Trắng sau hai lần thất bại, hay sẽ giúp đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể bị đánh bại trong cuộc bầu cử tháng 11 để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục quan sát trong thời gian tới. Chỉ có điều, Tổng thống Mỹ hiện nay, ông Donald Trump là người hết sức cương quyết và mạnh mẽ trong việc tiêu diệt những thể chế theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ còn tồn tại trên thế giới, mà Trung Quốc và Việt Nam đều nằm trong tầm ngắm này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020 với bản tin Donald Trump, Bắc Kinh tìm mọi cách hạ bệ Tổng thống Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de